mọi người đến thấy cuộc sống nó yên lành không? Từ trường lành, chim chóc vây quanh chân người, đến con chim nó không hề sợ hãi một tí nào. Nó đến làng tu để cảm nhận thấy cuộc sống bình yên. Ở đây chim chóc nó vây quanh chân người, nó có sợ đâu. Cái nơi từ trường ác ấy, chim chóc là nó bay hết. Mọi người đến thấy cuộc sống làng rất là bình yên. Cho nên ở đây mọi người ở nhà, có khi vài người đấy đã mất lòng nhau rồi. Ở Thanh Hóa cho Ngân chắc cũng thỉnh thoảng cũng khục khoặc hả? Có 4-5 cái con người thôi cũng đã thấy khó sống với nhau rồi, cũng thấy đã thấy bất hòa. Ngay gia đình thôi cũng khó rồi. Thế mà nhà của thầy bao nhiêu người, đông không? Thế mà quanh năm ngày tháng có thấy ai cãi nhau đâu. Có thấy ai bàn chuyện này chuyện nọ, mất lòng nhau là xích mích. Có những người mới thì có vài cái xích mích nhỏ, nhưng mà rồi cũng xả được xuống. Thế cho nên khi con người ta sống đạo đức được với nhau thật sự, chỉ khi nào tâm con người ly tham mới sống được với nhau. Cho nên mọi người đến đây, ra đây 2 năm trời, Thanh Hóa các trò ra đây, các bạn ra đây thấy thay đổi nhiều không? Cái sức mạnh đoàn kết của thầy trò làng tu nó kinh khủng không? Nó mạnh không? 2 năm trời thôi mà mọi sự thay đổi đến như thần thông biến hóa. Từ một thầy trò, từ một cái góc rất là khó khăn, từ một cái mái nhà tranh rất vất vả. Ngân còn nhớ cái bếp ăn cũ không? Chen chúc nhau. Nên là đoàn kết là sức mạnh đó thế. Hôm nay mọi người ra đây, thầy chia sẻ với mọi người về thế nào là đường hướng tu tập đúng đắn nhất. Chân trưởng lão Thích Thông Lạc dạy là giác ngộ chân lý, rồi mới tu tập hộ trì chân lý, rồi mới chứng đạt chân lý. Ở đây ý nói là phải, thứ nhất là phải muốn tu ấy, thì phải thông hiểu những gì cần thông hiểu. Thông hiểu những gì cần thông hiểu là cái điều cần có thứ nhất. Nó cũng như người, mình muốn tu cái này, muốn tu giải thoát khổ đau mà mình lại không thông hiểu, thì mình tu làm sao? Mình tu làm sao được? Ví dụ như người ta muốn làm một cuộc cách mạng, thì cái việc đầu tiên của người ta phải là gì? Phải am hiểu cái con đường. Thứ hai là phải tu tập những gì cần tu tập. Sau khi thông hiểu những gì cần phải thông hiểu, thì đi đến tu tập những gì cần tu tập. Sau khi tu tập những gì cần tu tập, thì đi đến dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Cho nên hôm nay thầy chia sẻ với các bác cái chủ đề này, để chúng ta nắm chắc đường tu là gì. Ba cái điều này mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta uổng công vô ích. Chúng ta đi loanh quanh. Thứ nhất là phải thông hiểu những gì cần thông hiểu. Thứ hai là phải tu tập những gì cần tu tập. Thứ ba là phải dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Thế nào là thông hiểu những gì cần thông hiểu? Thông hiểu ở đây là chúng ta hiểu cuộc đời này là khổ. Hiểu là cái hiểu chân lý. Cuộc đời này là khổ. Các bác sinh sống ở đời thấy cuộc đời khổ. Khổ nhiều hơn hay vui nhiều hơn? Bây giờ các bác nghiệm trong cuộc đời của các bác. Bao nhiêu thời gian khổ buồn và bao nhiêu thời gian ăn vui? Cuộc đời vốn là một chuỗi dài khổ đau vô tận, dài hết kiếp này sang kiếp sau. Sinh sống khổ, phiền não khổ, già cả khổ, bệnh tật khổ, chết khổ. Cuộc đời sinh lão bệnh tử khổ. Ông Phật ông vì giác ngộ
Con người sinh sống khổ đau, già cả khổ đau, bệnh tật khổ đau, chết chóc khổ đau, mà ông đi tìm cái con đường giải thoát cho ông. Rồi oán tăng hội khổ, sống chung với nhau hận nhau khổ, rồi dính líu tình cảm thương ái nhau thì chia lìa phải khổ, chia lìa tài sản, chia lìa vợ tình cảm thì khổ, ái biệt ly khổ. Rồi cầu không được thì khổ, tham cầu không được, mong muốn không thành, sinh ra buồn khổ. Rồi cái thân này là khổ, ngũ ấm sĩ thành khổ, tức là cái ngũ thủ vật khổ ở đây là các thọ tưởng hành thức khổ. Cái thân này vẫn là khổ, sinh ra khổ, cả cuộc đời nó khổ như thế. Nên cuộc đời này chẳng có cái gì ngoài một chuỗi khổ đau dài vô tận. Mình giác ngộ đầu tiên là mình phải giác ngộ như thế. Vì nhận ra cuộc đời là khổ mới hướng đến con đường tu để giải thoát những nỗi khổ này. Hướng đến con đường tu tập đến giải thoát cái khổ đau này. Rồi mình mới biết là nguyên nhân khổ ra đâu. Nguyên nhân khổ đầu tiên là do tham sân vô minh. Vô minh khổ. Nguyên nhân gốc của khổ đau là do vô minh, do lầm chấp, do tham giữ, do ôm giữ, không chịu buông xuống. Vô minh thì sinh hành. Cái này thì nó dài, chúng ta cần phải tìm hiểu qua những bài giảng tứ diệu đế của các bậc thượng sư. Thế rồi chúng ta hiểu ra con người có thể diệt khổ đau, đó là Niết Bàn. Đó là đời sống thanh thản an lạc vô sự. Rồi con đường diệt khổ ra làm sao? Bát chánh đạo như thế nào? Hành đạo như thế nào? Thì gọi là thông hiểu những gì cần thông hiểu. Chúng ta phải hiểu rằng cái chân lý thứ tiếp theo cần phải hiểu, đó là sự vô ngã vô thường của các pháp. Cho nên trong cái bài kinh căn bản Đức Phật giảng, đó là vô ngã tướng. Tất cả trên đời này không có gì thuộc về ta. Chúng ta ngồi suy nghiệm lại, tài sản rồi cũng không thuộc về ta, con cái cũng không thuộc về ta, khi ta chết đi thì cũng không còn gì, ta lại đi theo nghiệp luân hồi sinh tử. Tất cả mọi sự trên đời này đều có thể thay đổi. Nay vui đấy thì mai khóc đấy, nay còn tài sản đấy thì mai mất đấy. Vạn sự là vô thường, các pháp đều vô thường, không bền vững. Cho nên chúng ta tùy thuận cảnh để sống an vui. Nhận ra sự vô ngã vô thường mà tìm điều thiện mà sống để tu tập giải thoát kiếp người khổ đau. Cho nên chúng ta, cái tâm của chúng ta nó vì giác ngộ ra những cái điều ấy thì gọi là thông hiểu những gì cần thông hiểu. Vì thông hiểu những gì cần thông hiểu, chúng ta mới hướng tới con đường tu hành. Luôn thông hiểu như thế, chúng ta sẽ luôn tìm đường tu, thu xếp nhân quả để tu, làm việc siêng năng để tu, để hướng tới con đường tu hành. Thậm chí cư sĩ để dạy dỗ con cái yên ổn gia phong, để mà hướng tới con đường yên ổn tu hành. Lúc nào cũng nghĩ mình chỉ có hướng tới đường tu. Cho nên giác ngộ chân lý, người ta Đức Phật dạy là giác ngộ về khổ, về nguyên nhân khổ, và hướng tới sự tu tập giải thoát, thì cư sĩ đó là cư sĩ chứng quả sa môn thứ nhất. Cư sĩ thứ hai là cư sĩ giác ngộ về khổ, về nguyên nhân khổ, hướng tới sự giải thoát và từ bỏ bớt tham dục và sân, thì gọi chứng quả sa môn thứ hai. Người cư sĩ thứ ba là người giác ngộ chân lý về khổ, nguyên nhân khổ, về sự diệt khổ, và gì tu tập trừ bỏ hết tham dục và sân, thì chứng quả Niết Bàn ngay hiện tại, gọi là quả sa môn thứ ba. Người cư sĩ và tu sĩ thứ tư là giác ngộ chân lý, hướng tới sự trừ bỏ tham dục và sân, siêng năng tu tập thiền định, chứng quả A-la-hán, thì gọi là gì? Quả sa môn thứ tư. Cho nên quả sa môn thứ ba, thứ tư gọi là hạng sa môn thứ ba, hạng sa môn thứ tư trong kinh Sa Môn Quả, thì gọi là
người giải thoát hoàn toàn. Cho nên cư sĩ cũng có thể tu tập chứng quả Niết Bàn ngay hiện tại. Trong bài kinh Điềm Lành Đức Phật đã giảng cả rồi. Nhưng chúng ta bây giờ phải tu tập những gì cần tu tập, chúng ta mới đạt đến cái đó. Cho nên tu tập là đời sống hết sức thiết thực hiện tại, nó không có viển vông như là các kinh sách của các tổ sư đại thừa. Nào ngồi cầu Tây Phương Cực Lạc ở Phật tánh Niết Bàn, đấy không phải là chân chính, mà đấy là cái đường sai của các tổ Trung Hoa. Còn cái đúng của Phật giáo Nguyên Thủy là tu tập thiết thực hiện tại, ngay lấy bản thân mình mà tu, lấy cuộc sống của mình mà tu, lấy đức hạnh của mình mà tu, gọi là lấy chính mình làm hòn đảo để nương tựa, thì chúng ta tu tập. Tu tập những gì cần tu tập, cái việc tu tập đầu tiên là tu tập giới đức làm người. Giới đức làm người thì chúng ta có gì? Giới đức hiếu sinh, rèn cho mình một cái tâm tính có lòng từ bi yêu thương đa hướng. Yêu thương ông bà, cha mẹ, yêu thương bạn bè, yêu thương con người, yêu thương con vật, yêu thương thiên nhiên. Không làm hại ai, không sát hại ai. Cho nên khi chúng ta mạt sát một con người, chúng ta làm khổ một con người, chúng ta cũng suy nghĩ chúng ta làm hại người. Chúng ta chưa có đủ lòng yêu thương. Khi chúng ta tàn sát một loài vật, chúng ta làm một điều ác, chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta chưa đủ lòng từ bi, chưa có tình yêu thương. Cho nên cái lòng yêu thương của con người gọi là đạo đức hiếu sinh. Đây là pháp tu thiết thực nhất. Mà muốn tu được cái giới đức hiếu sinh này thì chúng ta hãy rèn các pháp môn về tứ vô lượng tâm, hoặc rèn các pháp môn về niệm Phật bất hoại tịnh. Chúng ta hướng tới đạo Phật là hướng tới sự giải thoát. Thứ hai, chúng ta rèn một cái giới đức trung thủy, sống nghiêm trang, thủy chung son sắt, nghiêm trang uy đức với vợ chồng, sống nhân nghĩa với nhau, không tà dâm, không phá hoại hạnh phúc nhà mình, nhà người. Chúng ta sống một cách đức hạnh nghiêm trang, không sống lăng loàn, lang chạ vợ chồng người, tình tứ vợ chồng người, thì gọi là sống trung thủy. Thứ ba là chúng ta cái đạo đức sống là giới đức chân thật, không nói lắt léo, không nói châm chọc, không nói gì ác độc, không nói lời hung ác, không nói lời gì bịa đặt xuyên tạc cho người. Chúng ta sống cái giới đức chân thật, lời nói được ngay thẳng, được ôn hòa, được chính trực, được chân thật, không lèo lái. Cái giới đức thế thì chúng ta sẽ cuộc sống bình yên, tâm hồn thanh thản. Giới đưa đến định là như thế. Giới nó đưa đến tâm hồn thanh thản, bình yên, đưa đến cuộc sống bình yên, thân tâm an lạc, bình yên. Thì có giới thì sẽ có định. Chứ chúng ta cứ tu thiền định, chúng ta cứ suốt ngày tập thân hành niệm, chúng ta cứ suốt ngày tập cái này cái kia, mong cho có định, các bác sai lầm hoàn toàn. Nếu các bác không sống giới đức, là người không có đạo đức, không buông xả được các cái điều uế ác, mà các bác lại đòi có thiền định. Cái thiền định của Phật giáo nó hết sức tự nhiên, do có giới mà có định. Mà mình không tu giới mà mình cứ suốt ngày siêng năng tập giơ chân giơ tay thân hành niệm, rồi tập đưa tay ra đưa tay vô, rồi tập ngồi thiền để mong có định, các bác có mà tu tưởng, có tu lọt tưởng. Các bác phải tập cho mình một cái đức hạnh con người, sống thanh thản trao theo cái giới đức nhà Phật. Cuộc sống phải thực sự thanh thản, các bác tự nhiên có định. Vì cái cuộc sống nhàn tịch mà nó có bảy giác chi, nhưng các bác mà tu tập để cho nó có bảy giác chi thì các bác sai lầm hoàn toàn, không bao giờ có chỉ có tu tưởng thôi. Bảy giác chi là hành trình của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái giai đoạn buông xả nhiều nhất trên bốn niệm xứ. Ngồi chơi đi chơi thư thái, không còn tham cầu, sống thanh đản, nhàn tản, thong dong, mà tự có bảy giác chi, tự hiểu thông thiền định, tự lìa bỏ khỏi bệnh tật khổ sầu. Cho nên cứ gồng mình lên mà tu đòi chứng đạo thì các bác
là một điều sai lầm. Cái đạo Phật nó tu nhàn lắm, nó tu dễ lắm. Các bác cứ rèn cái nhân cách đạo đức làm người, sống theo cái giới đức thì các bác tự có định, tự có gia cảnh yên vui, tự có cuộc sống tốt đẹp, tự có thân tâm an ổn, tự có gì thở vô thở ra yên vui an ổn tự nhiên, cho nên nó đạt đến cái hơi thở tự nhiên đó, chứ nó không phải gò ép cái hơi thở để ngồi tu tập hơi thở đâu. Các bác ngồi thế có ngày các bác tức ngực, các bác chết. Cho nên dạy là dạy định niệm hơi thở, là cái mục đầu tiên là phải sống giới nhàn tịnh để cho để đạt được cái sự thiền định đầu tiên, cái hơi thở đầu tiên, để mình tập cái lối đường lối tu đó. Chứ không phải là mình gò tâm vào mà tu đâu. Cái việc đầu tiên đến đây các bác học tập, các bác tu hành là các bác phải sống theo giới. Giới đầu tiên là giới đức làm người, hiếu sinh, yêu thương, chan hòa, không thù hận. Đầu tiên là phải tập sống chan hòa, không thù hận, không làm khổ người, không làm khổ vật. Cái điều đấy mà không tu được. Cái giới đức thứ hai là sống chung thủy. Thứ ba là tu sĩ thì không được tà dâm, cư sĩ thì không được lang trạo vợ chồng người, rồi sống chân thật, không được sống lá mặt lá trái, sống nhân nghĩa chân thật, sống lời nói tốt đẹp, rồi không tham lam lấy của không cho, không giành giật, không tranh giành. Cho nên tu hành mà bao giờ các bác thấy giới trong làng mà người ta quy định là không có lấy thêm một cái gì mà mình tự dưng rồi mình thò tay mình vào mình lấy thêm một cái gì về thất, cái đó nhỏ thế thôi nó cũng đã là sinh tâm tham rồi. Hôm nọ thầy có nói cho một cô đi, cô ấy đi ra khỏi đi tu thì khi đến tu thì có mỗi cái tay nải không, khi rời khỏi nơi tu hành thì vác mấy bao tải, không hiểu là tu gì. Người ta buông đi chả được, mình thì chất chứa thêm vào. Phạm vào cái điều thanh quy thì tức là lấy của không cho. Cái đời sống tu hành, ai cho phép các vị là một tu sĩ mà các vị sống trái ngược với mọi người như thế, trái ngược với đời sống của thánh địa tu. Cho nên mỗi người một ý, mỗi người một phách, vì sống không có lề có luật, vì sống không có lề có luật, sống không có nề nếp kỷ luật, tự mình phóng túng thì nó sẽ sinh ra bất hòa, người này ganh tị người kia, không có bình đẳng, không có sáu điều hòa hợp cùng tu. Vì phá hạnh, ai cũng phá hạnh thì chẳng ai bảo được ai. Các bác có thấy trong một nhà mà ai cũng phá ngang, ai cũng phá hạnh, mỗi người một ý, nó có bảo được nhau không? Chỗ này là thanh hóa và rút kinh nghiệm nhé. Mình là cái người đứng đầu, mình phải làm gương. Những người đứng đầu, những người trụ cột, như ở làng tu, thầy và bộ phận giúp việc là những người sống làm gương, không phóng túng, sống luôn có kỷ luật. Nó là cái trụ cột cho mọi người tin yêu và sống theo. Cho nên làng tu bình yên, làng tu không có ai phá hạnh, phá giới đức giới hạnh, không có ai sống phóng túng, không có ai sống bừa bãi. Thế các bác về tường qua này, các bác tận mắt thấy làng tu gọn gàng không? Ngân thấy làng tu gọn gàng không? Thấy có người đi lại lộn xộn, nói năng tùm lum không? Thấy có cuộc sống của thất tu, từng cái khu quy hoạch nó gọn gàng nề nếp, mọi người ăn ở, mọi người có hoan hỉ không? Cho nên cái việc đó nó chứng minh cho đạo Phật chân chính về một cuộc sống an lành. Trong bài kinh Điềm Lành, Đức Phật cũng nói rồi, một cuộc sống an lành, xin Ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng. Người ta mong cầu tìm về một nếp sống an toàn. An toàn tức là không có tranh đấu, không có tranh cãi, không có bất hòa, không có sân si. Một người như thế thì tự thấy xấu hổ, xấu hổ mà sửa đổi. Cho nên bốn chúng cùng tu, nam tu sĩ, nữ tu sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đồng tu,
Đức Phật gọi là vui thay tăng hòa hợp, vui thay chúng đồng tu. Như vậy cuộc sống nó mới thành an vui. Cho nên làng tu thì càng đông thì càng hênh vắng, càng an vui. Nó trái ngược với các nơi, càng đông thì làm sao? Càng đông thì càng loạn. Đấy, chúng ta phải hướng tới một đời sống tu tập những gì cần tu tập. Tu tập cái giới đức làm người, những cái giới, giới nhà Phật, năm giới cư sĩ, giới đức làm người, 10 giới sa di. Nên hôm nay các chú nhà mình đã gần 10 chú đã hoàn thành chương trình tu tập giới sa di, hoàn thành một cách trọn vẹn. Sau thầy rèn tương đối dài, sau 2 năm gần 10 chú nhà mình đã hoàn thành chương trình giới sa di. Cho nên các tu sinh nam, tu sinh nữ đều đồng tu. Tu tập những gì cần tu tập là tu giới, giới đức làm người, làm thánh. Rồi dứt bỏ những gì cần dứt bỏ là dứt bỏ cái gì đầu tiên? Tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ. Dứt bỏ sự tham lam khi nhận ra vô thường, vô ngã. Chúng ta dứt bỏ cái sự tham lam, tài sản, vật chất, tinh thần, luyến ái. Dứt bỏ thứ hai là dứt bỏ sự thù hận, sân hận. Dứt bỏ thứ ba là dứt bỏ sự si mê, mệt mỏi, phiền não. Dứt bỏ thứ tư là dứt bỏ sự kiêu mạn, sự ngỗ ngược. Dứt bỏ thứ năm là vì mình nhận biết rõ đây là con đường đi đến Niết Bàn, đây không phải con đường đi đến Niết Bàn. Mình biết rõ rồi, mình đã tu tập, mình đạt được rồi thì mình không còn nghi ngờ đây không phải là con đường, mà mình biết rõ đây là con đường của mình đi đến Niết Bàn. Đây là con đường giải thoát hoàn toàn, không còn nghi ngờ pháp, không còn nghi ngờ bản thân, không còn nghi ngờ bậc chân nhân. Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ là dứt bỏ những cái thói hư tật xấu, dứt bỏ những thói nhỏ nhen đối kỵ để trở thành những bậc hiền trí. Bậc hiền trí tức là bậc tu chứng đạo. Để trở thành những bậc thượng nhân, bậc thượng nhân là bậc tu chứng đạo. Cho nên Đức Phật mới dạy: tránh xa kẻ xấu ác, thân cận bậc trí hiền. Tránh xa kẻ tiểu nhân, hãy thân bậc thượng nhân. Cái bậc trí hiền là bậc không còn tham sân si, không còn tự làm khổ mình khổ người. Cái bậc thượng nhân là bậc sống theo đạo nghĩa, đạo nghĩa cao thượng, xả thân vì lợi ích của bản thân và vì lợi ích của chúng sinh, luôn sống lợi mình lợi người, là bậc nhân nghĩa cao thượng. Như vậy là bậc hiền trí và bậc thượng nhân thì đều là Đức Phật gọi đó là bậc tu chứng đạo Phật. Mà bậc tu chứng đạo Phật thì phải là bậc không còn cái điều uế ác, gọi là vô lậu. Vô lậu là không còn uế ác, chứ đừng có hiểu vô lậu là không còn thiện, không còn ác. Đó là cái lối của các tổ đại thừa, tu không niệm thiện, không niệm ác. Tu như vậy là tu sai đường. Cả cuộc đời Đức Phật dạy làm thiện, sống thiện, bỏ ác, chứ Ngài đâu có dạy không thiện, không ác đâu. Chúng ta hãy xem kinh Pháp Cú nhà Phật, luôn dạy bỏ ác theo thiện. Cả cuộc đời Đức Phật dạy con người thiện, toàn thiện, và dạy con người đạo nghĩa. Cho nên Đức Phật nói rằng cả cuộc đời ta có hai việc không bao giờ ta nhàm chán, đó là bố thí pháp và nói đạo nghĩa. Cho nên con người phải sống có đạo đức, mà muốn có đạo đức thì tâm con người phải ly tham, ly bỏ điều ác, thì con người mới thực sự sống đạo đức với nhau. Chứ chúng ta cứ nói đạo đức, nhưng thực sự có đạo đức hay không thì tự chúng ta nhìn thấy bản thân mà hổ thẹn. Bây giờ người ta lấy mất của chúng ta một nửa tài sản, chúng ta có sân hận không? Có hận không các bác? Có buồn không? Thế rồi, rồi anh em nó lấy mất của mình có giận không? Cho nên cái việc đó, cái tâm mình chưa ly tham,
thì con người sẽ đấu đá nhau, sẽ không có đạo đức. Nói anh em tốt thế thôi, nhưng mà khi đụng đến mất mấy chục triệu là hết anh em liền. Có đạo đức không? Cho nên chúng ta nói chỉ khi nào tâm con người buông xả. Nói cái chú sứ đẹp đẹp Thanh Hóa thôi à. Nhưng thầy biết thừa ấy chứ. Mấy cái người có khi còn mỗi người còn muốn giành phần hơn nhau, rồi ông nào cũng nhất, bà nào cũng nhất. Có sống được với nhau không? Được ba bữa. Cái hôm mà các vị tụ tập ấy, mấy chục con người ấy, hô hào thì to, thầy bảo cô Tâm Thuận và các học trò trong làng 37, 21 ngày tan tành. Có đúng tan không? Chưa được 21 ngày. Vì làm sao? Ai cũng giữ, ôm giữ cái của mình, cũng ngã mạn. Chưa xả được hết xuống. Thì không phải, mà chưa xả được hết xuống thì không phải là bậc đồng phạm hạnh. Mà không phải được bậc đồng phạm hạnh mà sống với nhau á. Năm sáu con hổ mà sống với nhau có sống được không? Có sống được không? Mấy hôm là bất hòa là sinh chuyện liền. Chứ thầy đến 4 năm thầy sống với các trò, dù các trò nó có sai nhé, thầy vẫn hoàn toàn tha thứ, thầy vẫn thương chiều các trò. Bây giờ mọi người hỏi các cô ở làng đây, mấy cụ làng đây, có đúng là học trò làng có lúc sai không? Sai sai lè ra không? Mà thầy vẫn tha thứ, thầy vẫn thương chiều được các trò. Thầy không phải là kiêu mạn khoe khoang, mà đây là sự thật. Thầy sống với các trò như thế thật. Có những trò 5 lần 7 lượt sai mà thầy vẫn thương, thầy vẫn vẫn chiều thuận được, thầy vẫn tha thứ được. Cho nên cái làng của thầy nó bình yên. Mọi người học thầy cái đức tính tùy thuận, không sân hận nhau, phải rèn mình như thế, ôm pháp mà tu như thế, để tu tập những gì cần tu tập. Khi thấy mình sân hận là mình phải thấu xấu hổ rồi, là mình biết quay vào trong mình tác ý. Đây là con đường khổ đau. Sân hận là giết mình, giết người. Mình tự bỏ sân hận. Mà khi mình thấy dứt bỏ được sân hận, tham sân, dứt bỏ được sự kiêu mạn, mình thấy nó vui không? Mình bây giờ người ta mắng vào mặt mình, mình không thấy buồn hận, mình thấy vui không? Ừ, tự nhiên sao tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản tự nhiên. Đấy là định bất động chứ là cái gì đâu mà mình cứ ngồi gò tâm để tìm định bất động. Thầy đi các nơi thấy tu cứ ngồi gò gò cái tâm để tìm định bất động, đó là định tưởng. Còn định này là phải do có giới tu, giới nhẫn nhục, giới bằng lòng tùy thuận, giới ly tham. Người ta có đổ phân đổ nước tiểu lên đầu mình cũng không buồn hận, không thù hận người ta. Người ta có tranh giành mình cũng bỏ qua. Thì đó là tâm bất động ngay chỗ đó chứ chỗ nào, đúng không? Bất động là bất động, không còn tham sân si. Chứ ngồi cứ tìm bất động thành gỗ đá tu thế mà đau đầu. Cho nên tu cái kiểu đấy, ngồi ngồi gò tâm tác ý bất động, không hiểu đạo, không hiểu pháp tu, không hiểu tu giới, không hiểu đạo đức làm người. Cho nên ngồi tu như thế, nó nhiều người mới thành bại não. Rất nhiều người trong tu viện cũng nhiều, cũng có người bại não sau thành mất trí đó. Đáng lẽ càng tu thì phải càng thông minh ra, càng sáng suốt ra, cuối cùng tu thành ngơ trí đi. Sau nó cứ đơ đơ cái đầu, cứng cứng cái đầu à. Có những người đau đầu biến chứng rồi, cuối cùng tu khổ hơn cái chưa tu. Cho nên tu như làng, tu làng Phật giáo Nguyên Thủy mới là tu đúng các bác nhé. Đến đây tu là đầu tiên là học cái đạo đức làm người, rèn cái giới đức làm người, sống theo giới lành, từ bỏ điều ác và sống chan hòa, xong tiến tới độc cư từng giai đoạn để mình từ từ đưa tâm mình vào đời sống của thiền định. Chứ không phải là các bác mà chưa tu giới mà các bác đòi có thiền thì thầy ai tắt cái điện thoại cho cụ. Đó, chúng ta từng cái hành động một, thân hành niệm. Thân hành niệm là cẩn thận soi xét trên từng hành động. Mình biết mình hôm nay mình đi nghe thầy giảng thì mình tắt điện thoại. Cẩn thận từng hành động, xem xét kỹ lưỡng từng hành động, lời nói việc làm,
thì gọi là thân hành niệm trên mọi hành động, tức là cái tâm mình nó quay trong, mình làm việc mình cũng xem xét, mình nói mình cũng xem xét mình nói cái gì, mình làm việc đi đứng nằm ngồi đều xem xét kỹ lưỡng, mình đi mình cũng xem mình có dẫm với con vật, mình phải bình tĩnh như thế, quay trong như thế, cẩn mật trên từng hành động, sắp xếp từng công việc gọn gàng. Xem cái người tu hành là người ta biết sắp xếp công việc, làm việc một cách gọn gàng, một người cư sĩ tốt lành làm việc không rắc rối, tức là làm việc nó không bị rắc rối, nó không bị rối tung rối mù lên. Một cư sĩ tốt lành luôn tháo vát nhẹ nhàng thanh thản ung dung, làm việc gì tốt lành việc đó thì gọi là một cư sĩ chánh niệm tỉnh giác trên từng lời nói, từng hành động, từng việc làm, thì đó chính là tu tập thân hành niệm trên mọi hành động. Tức là mình từng cái việc người tu ở làng tu, thầy rèn từng cái hành động một, thầy ân cần thầy rèn từng cái hành động, từng cái đi đứng một, từng cái ăn ở một, từng cái lời nói một. Cho nên mọi người được an lành, mọi người được tốt lành, càng tu càng tốt lành, càng tu gia cảnh càng yên vui, càng tu việc làm càng tốt lành, càng tu thân tâm càng mạnh khỏe, càng tu bệnh tật càng tốt lên tiêu trừ, và càng tu cuộc sống càng thanh thản. Như vậy mới là tu, tiến tới đời sống niết bàn. Hôm qua thì tranh chấp nhau, hôm nay thấy an hòa. Cho nên đạo Phật dạy con người ta đi từ khổ đau đi đến hạnh phúc, đi từ thù hận đi đến yêu thương, đi từ từ bất hòa đi đến đến chan hòa, đi đến hòa bình. Chỉ khi nào con người ta tập buông bỏ xuống những cái điều ấy ác xuống. Cho nên buồn khổ là do ai? Buồn khổ là do tâm chúng ta tham sân si mà sinh buồn khổ, chứ chẳng do ai cả, là tự chúng ta làm khổ chúng ta, gọi là tự làm khổ mình. Như thầy chẳng chẳng có ham gì, thầy buồn khổ gì. Ví dụ như bây giờ thầy sợ có người buồn khổ vì mất chức trụ trì, mất chức trụ trì tu viện thì buồn khổ. Thầy có ham cái chức trụ trì đâu mà thầy buồn khổ. Không tham danh thì lấy gì buồn khổ? Không tham tài, không tham vật, không tham dục, lấy gì buồn khổ? Bây giờ mọi người bất hòa, mọi người mất lòng vì ở không được trọng vọng, mọi người rời khỏi làng. Thầy không cần sự trọng vọng người, thầy việc gì thầy về rời khỏi đây, thầy sống bình yên như bình đẳng như bao nhiêu con người. Thầy chỉ muốn xong công việc giúp đỡ mọi người lập làng Phật giáo nguyên thủy xong xuôi, mọi người tu tập tốt lành, mọi người tu tập được hạnh phúc giải thoát đồng đều, mọi người giúp đỡ lẫn nhau hình thành một cộng đồng Phật giáo tốt lành, hình thành một vùng đất Phật giáo tốt lành, hình thành một quê hương xinh đẹp, quê hương yên vui. Thầy trở về thầy làm một cái con người bình thường như các trò thôi, bình đẳng. Mong ước gì? Ngay trưởng lão còn muốn, trưởng lão còn nói là thầy chỉ mong về làm một cái người bần cư áo vải, bây giờ không có người tiếp nối chánh pháp thì thầy phải ấy thôi, thầy phải giảng thôi. Thầy chỉ mong về làm một người bình thường sống như các trò thôi, cũng một cái góc vườn, một cái thất tranh tre, sống bình đẳng an vui như mọi người. Thế thầy sợ mất cái gì đâu? Chả lẽ đi cách chức trưởng làng của thầy? Ai mà xin cái chức trưởng làng thầy cho luôn. Chỉ thấy vất vả đấy, sướng gì đâu mà cứ tranh viện chủ mới lại trụ trì mới cái gì đấy. Cho nên thầy chẳng tham một chút quyền hành nào, cho nên thầy đã từ quan bỏ quan thầy đi tu. Nói thực bây giờ mà thầy mà như ở đời thì nếu mà như người ta bỏ tham danh tham lợi, những người tham danh thì thầy về thì thầy mà làm quan thì bây giờ thầy sướng quá chứ thầy. Mà mọi người biết thầy là còn là anh của chủ tịch trẻ của một tỉnh, anh chủ tịch cơ mà trong khi đó thầy học hành đỗ đạt, gia đình nhà thầy cũng là cái người gia đình tốt đẹp cả, thì thầy tham danh thì thầy thiếu gì? Nhưng mà cái đó thầy đã bỏ đi rồi, bây giờ lại còn ôm thêm cái chức gì đó, đi tu để lấy một cái chức gì đó hả?
Trời ơi, đi tu để bỏ xuống, để sống một cuộc sống nhàn tịch. Đến đến những vị thượng quan triều đình ngày xưa, người ta còn về về bỏ từ bỏ, người ta còn về sống côn sơn kiếp bạc, sống một cuộc sống thanh nhàn. Huống hồ là mà mình là người tu, ôm cái chức gì đó, tham danh tham lợi vào đó, hóa ra không bằng người thường. Cho nên thầy chẳng có cần gì hết, mà làng này là của các trò, làng này là của chánh pháp của mọi người, để giúp đỡ mọi người tu tập, của thầy đâu. Nên người ta bảo là ông Pháp Lưu thì có, ông Pháp Lưu có nhiều đất nhiều tài sản nhất, ông Pháp Lưu có cả ô tô. Thầy bảo đúng rồi. Ô tô là của gia đình cư sĩ đem đến phục vụ mọi người, người già người bệnh đi lại, chứ ô tô của thầy đâu. Ô tô của cư sĩ đô, làng có ô tô thật mà. Ô tô cư sĩ đô đem về, của gia đình nhà cư sĩ tự lái đem về phục vụ, đưa người già người bệnh cho thầy, cho những người già người bệnh đỡ vất vả đi lại tu hành, cho tăng ni đi lại đỡ khó khăn, tăng ni già cả, ưu tiên những người yếm thế. Thế còn tài sản đất đai của thầy rộng mênh mông thế này, của thầy đâu? Tài sản của làng tu, thầy cũng chỉ một cái góc nhỏ học trò làm cho thầy. Thầy sống bình đẳng như mọi người thì thầy tham cái gì đâu mà thầy sợ mất gì, đúng không? Thế ở đời tự mình làm khổ mình chỉ vì lòng tham, chỉ vì sự ôm giữ. Cho nên tu tập những gì cần tu tập, và dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Dứt bỏ cái lòng tham lam, sự sân hận, sự si mê, ảo tưởng, mệt mỏi. Và dứt bỏ sự kiêu mạn, dứt bỏ sự nghi ngờ. Tin tuyệt đối, sống thôi chết bỏ mà tu. Cho nên luôn hướng tới con đường tu tập. Cư sĩ thì sống an ổn yên vui, tu tập để hết sinh sống khổ đau tại gia đình, và hướng tới con đường chuyên tu. Khi thu xếp xong nhân quả, mình phải sống nhân nghĩa như thế, nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con khôn lớn, và gì, thu xếp nhân quả để đi tu. Có mấy cái cô tâm nghe thầy bảo rồi, có cái đống tài sản ở Sài Gòn giữ làm cái gì mà già như thế, sắp xuống lỗ rồi, cứ ôm khư khư cái đống tài sản, cái nhà cửa. Các cô nó hay thật đấy. Các cô giải tán nó đi, già rồi mình cần gì, cho hết con cái đi, bán sạch đi, chia cho con hết đi. Các cô mà không bán tài sản chia cho con, nay mai rồi các cô chết đi rồi các cô để lại mối họa, con nó sẽ tranh nhau cái phần thừa kế, nó sẽ kiện nhau ra tòa, thậm chí nó sẽ đánh nhau, thậm chí nó sẽ chém nhau vì tài sản. Lòng tham con người ai mà biết được. Các cô cẩn thận đó, không cẩn thận các cô để lại tài sản cho con, nhưng mà các cô để lại mối họa đó. Mình đã đi tu rồi, bán sạch nó đi cho con cháu, cho chúng nó hết đi, để mình rảnh nợ mà đi tu. Thế về với thầy các cô cần gì đâu, các cô già thế rồi, các cô có góp sức cho làng được bao nhiêu thì góp sức, chứ các cô có lòng tha thiết tu, các cô già thế rồi thầy nhé không đủ cơm nuôi các cô tu sao? Một năm thầy giúp đỡ bao nhiêu người bệnh tật, hết khổ sầu bệnh tật, chả lẽ thầy lại không đủ cái phước đức nuôi mấy cô tu sao, nuôi mấy tăng ni tu sinh, nuôi mấy cư sĩ tu sao? Thầy lại kém phước kém đức chứ. Cho nên thu xếp nhân quả mà lo cứu lấy mình nữa, chọn một đời sống tốt lành mà tu hành. Cho nên mình phải thông hiểu những gì cần thông hiểu, tu tập những gì cần tu tập. Cư sĩ ở tại gia thì phải tu tập sinh sống hết phiền não khổ đau, vươn tới siêng năng làm ăn chánh nghiệp, để nuôi thân nuôi gia đình, để xây dựng cuộc sống tốt lành, để mình dễ bề thuận duyên, để vợ chồng nuôi nhau tu hoặc đi đi tu, hoàn thành trách nhiệm nhân quả và gì, trả đi cái điều nhân quả và xây dựng cuộc sống tốt lành, để mình thu xếp nhân quả. Đấy, thu xếp nhân quả để làm gì các cô các bác? Để mà chọn con đường mà tu giải thoát đi, đừng để mình khổ đau đời này luân hồi đến tận đời sau. Cho nên tự chúng ta làm khổ chúng ta vì tham ái,
Cho nên tại sao mà thầy 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 nghĩ đến bây giờ nếu thầy còn làm quan thì chắc thầy cũng khổ lắm, vất vả lắm. Hôm thầy nhìn chú em thầy, chú làm chủ tịch tỉnh được một năm mà cái mặt chú nó già, trông già bạc cả tóc ra. Cuộc sống này vất vả lắm, nhưng trách nhiệm của chú ấy thì phải làm cho nó xong. Việc của nhân quả mà, làm cho nó tốt, làm cho nó xong. Nếu mà sớm được mà chọn một đời sống hạnh phúc. Cho nên con người ta nó cứ đi theo mãi cái khổ. Thầy có ông chú này, chú ở bên Pháp này, già rồi. Thầy đưa cho một tập sách mà chú đọc đi. Nhưng già rồi, bên Pháp, giảng viên bên Pháp về, lương thì cao, lương hưu cao lắm. Nhưng bên Pháp tính là tiền mình nó phải mấy, lương lương chú là lương giảng viên đại học của bên Pháp mà. Thế rồi tài sản làm tích góp được nhiều, về già rồi vẫn tưởng chú ấy tu, sách đưa chú chẳng đọc. Thế rồi chú xây mấy khách sạn là chú cho thuê, chú vẫn làm ăn. Chú bỏ đời thì nếu phải khôn khéo, phải có trí tuệ, đúng được một thời gian. Bây giờ chú ấy bị tai biến, chú nằm liệt rồi, thế là khách sạn cũng chẳng còn, tuổi già thì bệnh tật đến, thế là già gánh bệnh khổ, chết không được, sống chẳng xong. Bây giờ thành cái người tàn phế, không tu, nằm bê bết đó, xong rồi chết thì có nghĩa là cũng hết. Thế sao đời nổi khổ thế? Như thế thì đâu phải là trí tuệ. Trí tuệ là phải già rồi thì phải tìm một cuộc sống thanh thản, an vui mới là trí tuệ. Cho nên ở làng thầy là gọi là ngôi làng của sự hạnh phúc. Ở làng thầy, các gia đình cư sĩ trẻ con được chăm nuôi đạo đức, được học hành đầy đủ, được sống an lành, một cái ngôi làng kỳ diệu như thế. Người già được tu tập, được chăm sóc, người trẻ siêng năng, cư sĩ thì giỏi giang siêng năng, tháo vát làm ăn, cần mẫn siêng năng và hướng tới sự tu tập chuyên tâm. Còn tu sĩ thì chuyên tâm tu tập, giữ đức hạnh lành, làm gương cho cư sĩ nối tiếp tu hành. Như vậy một ngôi làng như vậy thì là một ngôi làng của thiên đàng các bác. Các bác sống ở đây một thời gian, các bác người ta nói, bắt đầu nói đến ngôi làng của thiên đàng cực lạc. Một ngôi làng không có sự tranh cãi, một ngôi làng không có sự trộm cắp, một ngôi làng không có sự tranh giành, một ngôi làng chỉ đầy đủ tình yêu thương. Một ngôi làng có sự minh mẫn, một ngôi làng đầy đủ sự tốt lành. Không chỉ có thiện, không có ác. Các bác thấy một ngôi làng tuyệt vời không? Nếu thế gian này, vùng đất nào nó cũng như thế, thì một cái quốc gia này có phải tốt đẹp không? Có chuyện đánh nhau không? Có chuyện là hung ác không? Có chuyện bạo lực học đường, có chuyện này chuyện kia không? Có tòa án không? Ai tranh chấp nhau đâu mà có tòa án? Nếu tất cả thế gian mà như làng thầy, tòa án thất nghiệp thì không có ai, không có vụ nào để mà xử cả. Thầy lắm lúc rồi thầy phải làm trọng tài, làm tòa án đấy. Thầy nói thật các bác, bởi vì có mấy Phật tử mới đến tranh cãi nhau, thầy làm trọng tài phán xử. Và thầy phán xử là gì? Hòa cả làng, không được cãi nhau nữa, ai cũng sai cả. Bởi vì các vị phải tu. Cho nên người ta, trưởng lão nói là tu mà không chứng đạo. Chứng đạo tức là không còn tham sân si các bác nhé. Tu mà không chứng đạo thì thành gì? Dù có là tu sĩ, tu không chứng đạo thì thành đứa trẻ con trọc đầu. Trưởng lão nói tu mà không chứng đạo ấy
Dù có là hòa thượng mà tu hành 20-30 năm mà không chứng đạo, tức là tâm còn tham sân si, tu mà không chứng thì thành đứa trẻ con trọc đầu. À, trưởng lão nói thế. Và Đức Phật nói là bầy trẻ con. Thế thì nhiều người lại luận cái từ của trưởng lão là tu không chứng đạo kiếp sau tái sinh làm thằng trẻ con. Đấy chỉ là một phần thôi. Có khi ông còn tái sinh thành con heo hay sao? Nhưng mà ở đây nói thế nào là thằng trẻ con trọc đầu? Đức Phật gọi là đứa trẻ con, đứa khác thì thằng. Chúng ta gọi là thằng trẻ con trọc đầu. Đứa trẻ con, Đức Phật gọi là bầy trẻ con. Thế nào là trẻ con? Tức là cái tâm tranh giành thì có khác gì đứa trẻ con không? Các bác thấy trẻ con nó tranh giành nhau cái áo không? Sống tu hành mà cuộc sống mà già rồi mà còn tranh giành nhau cái chổi, tranh giành nhau cái nhà, tranh giành nhau cái quần cái áo, tranh giành nhau cái chùa, tranh giành nhau chức vụ, tranh giành nhau cái, có phải trẻ con không? Người có uy đức, người có phạm hạnh là người đức hạnh cao lớn, có tranh giành không? Cho nên cái bậc xây dựng đức hạnh là người tu không là bậc phạm hạnh thì không tranh giành, không hơn thua. Thế thì không còn là trẻ con nữa mà là gì? Ở đây Đức Phật gọi là người cao lớn nhé. Đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng. Kẻ ngu thì nó mới sống tranh giành như một đứa trẻ con, khổ mình khổ người. Đúng không? Cái trẻ con thì nó mới hiềm hận nhau. Trẻ con thì nó mới đi nó mách lẻo nhau. Ngày xưa thầy ở nhà đó nghèo đói. Thế thì cha mẹ có nấu ăn ngon thì bảo ăn cái món ngon thì phải ăn dè. Thế ông em ông ăn tham thì ông ấy gắp hai miếng của bác thì ông kia ông bách rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, đó, thằng kia nó ăn hai miếng liền. Có phải như đứa trẻ con không? Thù hận nhau, đi nói nhau, nói xấu, sau lưng nói bịa đặt cho nhau rồi, nói xuyên tạc cho nhau rồi. Hơn thua nhau như một bầy trẻ con mà thôi. Già rồi tưởng đâu thành người lớn, nhưng mà vẫn còn là trẻ con. Già rồi có mất đi một tí, người ta có đánh mất sức mẻ của mình một tí thì cũng giận dỗi thù hận, giận hờn oán trách như một đứa trẻ con. Đó. Có đúng trẻ con không? Thế mà người mà không có tu rèn đức hạnh thì có đúng là các cụ nhà mình bà nói làm sao? Càng già thì càng làm sao? Càng già thì càng trở tính trở nết, càng già thì càng gì? Trẻ con. Có đúng mấy cụ già mà không rèn đức hạnh càng già có giống trẻ con không? Cũng giận dỗi rồi, cũng giấu giếm, có khi có mấy miếng bánh rồi cũng cất giấm giấm giấu giúi rồi, rồi cũng tị nhau, rồi cũng cho mấy bà già cụ già sống với nhau là tị nhau hả? Tị nhau từng chút một, có phải trẻ con không? Đấy. Có đúng trẻ con không? Trẻ con hay là người lớn? Người lớn cao, người ta gọi là người đức cao vọng trọng, thì phải là người thượng nhân, phải là người có uy có đức, phải là người nghiêm trang, phải là người nghiêm chỉnh, phải là người sống đứng đắn, phải là người sống chín chắn, phải là người sống nhân nghĩa cao thượng, phải là người bao dung thì mới là người lớn nhân đức cao thượng. Còn hàng trẻ con thì nó nhỏ nhen, tẹp nhẹp, giành giật, vụn vặt, phạm những cái lỗi nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có đúng trẻ con không các bác? Thế cho nên mình mà không tu ấy, mà tu mà không chứng, mà tâm mà không hết tham sân si thì cũng chẳng khác gì đứa trẻ con, tức là hàng trẻ ranh. Trẻ ranh thì mới bày ra những cái trò khỉ ấy. Trẻ ranh thì mới bày ra những cái trò bỉ ổi. Chứ người lớn đàng hoàng, chân chính, đức hạnh, cao thượng, ai làm những cái trò ấy? Thế Đức Phật mới gọi là tránh xa kẻ tiểu nhân, hãy thân bậc thượng nhân. Kẻ tiểu nhân như đứa trẻ con ấy, nó chơi những trò bẩn, nó nghịch những trò bẩn, nó làm những trò bẩn thỉu, làm những trò ngu dốt. Cho nên Khổng Tử còn nói rằng có những việc trên đời, có những việc
bậc thượng nhân quân tử thấy mà không làm, nhưng kẻ tiểu nhân nó sẽ làm. Ví dụ như tranh giành thì bậc thượng nhân người ta không làm, nhưng kẻ tiểu nhân nó sẽ làm. Đấy là đến ông Khổng Tử ông còn dạy như vậy, huống hồ là Đức Phật. Đức Phật cả đời giáo dục điều nhân nghĩa cao thượng. Cho nên cứ xem cái bản thân mình, quay vào cái tâm mình, xem cái hành động việc làm của mình thì biết mình là như thế nào. Mình là tu chứng hay mình tu không chứng, thì quay vào trong mình biết mình là mình là ai, mình tu đến đâu. Cứ xét cái tâm mình, xét lời nói, xét việc làm, xét cái tâm hồn suy nghĩ của mình là mình biết mình tu chứng hay không chứng. Cái tâm mình mà nó còn kiêu mạn á, cái tâm mình nó còn ganh tị á, là cứ chứng cái gì đâu. Cho nên mình phải hiểu là mình quay vào trong, mình chẻ cái tâm hồn mình mổ xẻ cái tâm hồn mình, mổ xẻ cái việc làm, mổ xẻ xem xét cái lời nói của mình, thì mình biết mình tu chứng hay không chứng. Cho nên Đức mới quay vào trong để xét mình, xét cái lỗi của mình. Cho nên Trưởng Lão Thích Thông Lạc mới dạy là hàng năm hoa mai nở, hãy chẻ gốc mai già, hoa mai đâu chẳng thấy. Lý ấy rõ chánh tà, tức là mình không sống theo cái bề ngoài giả nhân giả nghĩa, không sống hình thức, mà mình quay vào trong lời nói việc làm và suy nghĩ của mình để mình xét bản thân mình. Chẻ cái gốc mai già tức là xem xét cái thân tâm của mình, việc làm lời nói của mình và suy nghĩ của mình, thì hoa mai đâu chẳng thấy, tức là cái bề ngoài nó không quan trọng, mà lý ấy rõ chánh tà, mình là người chánh hay tà thì mình biết rõ mình là chánh hay tà. Thấy bạn nó làm hỏng cái việc gì của mình mà mình sân hận, mình đấy là ta rồi, ta kiến rồi, không chịu tha thứ rồi, không buông xả nổi rồi. Cho nên mình phải biết tu tập buông xả. Buông xả, cái nào chưa xả được thì mình phải xem xét nguyên nhân do đâu, tại vì sao, tại mình ngu chỗ nào, mình sống khổ chỗ nào. Để tu tập những gì cần tu tập thì mình phải rèn cái giới đức giới hạnh, rèn một cái kỷ luật sống nề nếp. Mọi người ở làng thấy thầy đấy, thầy rất là giờ giấc, thầy nói cái gì giờ nào thầy đến, giờ nào thầy làm, việc gì thầy làm là thầy sắp đặt rất là khoa học, và thầy sống rất nề nếp, thầy sống rất chuẩn mực, thầy quen một lối sống nề nếp an toàn, cho nên việc làm của thầy luôn chỉnh chu, cẩn thận, kỹ lưỡng. Trưởng Lão bảo làm việc gì cũng phải cẩn mật, kỹ lưỡng, từng lời nói, từng hành động, từng việc làm, từng suy nghĩ. Cho nên ở đây thầy dạy các ni sư, thầy dạy các ni sư, thầy hướng dẫn các ni sư, chia sẻ các ni sư, các tu sinh, các cư sĩ là từng việc cũng phải cẩn thận, làm việc phải bình tĩnh, sáng suốt. Đây này, trên này thầy còn ghi này, đi còn phải bình tĩnh, đứng thì phải bình thản, ngồi thì phải giữ thanh thản, ăn cũng phải chậm rãi, ngủ bình yên, nói chậm rãi rõ ràng, làm việc cũng phải bình tĩnh sáng suốt. Ngay nhà ăn thầy còn ghi vào để cho các cô nấu nướng, các cô làm việc một cách bình yên, nề nếp, an toàn. Cho nên Thanh Hóa, cái chú xứ Thanh Hóa mà muốn tốt lành phải học, phải tu. Mình muốn thay đổi người khác, mình muốn thay đổi xã hội thì mình phải là người thay đổi trước. Mình mà còn tham lam ấy, mình mà còn ôm giữ, mình mà còn nhỏ nhen ấy, mình mà còn toan tính ấy, thì mình sẽ không làm được đâu. Không phải ai cũng lập được làng Nguyên Thủy đâu. Thầy nói thẳng đó, các vị lập thử xem, làm 4 năm làm như thầy thử làm xem. Thầy chỉ sợ chưa được 3 cơn sóng chìm rồi, không chịu nổi rồi. Bao nhiêu cái sóng gió đè đến đầu thầy thì hỏi tu sinh trong làng sẽ biết. Mà sao thầy chịu được? Thầy như hòn đá, sét đánh, gió lay, gió quật, mưa bão, thầy vẫn chịu được cơ mà. Các vị có chịu được không? Hay là vác bát để chạy mất tiêu rồi? Thế cho nên thầy mới nói, cứ nói lập làng Nguyên Thủy, Trưởng Lão bảo lập làng Nguyên Thủy thì tốt đấy. Ừ, tốt thì tốt thật. Nhưng mà
vị nào có tu chứng mới làm được đấy. Không tu chứng thì các vị trưởng lão bỏ giỏi hơn Phật hơn thầy, các vị đi dạy đạo đi, các vị đi làm như thầy đi. Bây giờ lời trưởng lão nói ra thì các vị làm thử xem. Thầy chỉ e rằng chưa nổi ba cơn sóng thuyền tan mất rồi, rồi đổ lỗi cho nhau rồi chạy mất tiêu rồi, chứ làm sao mà bền bỉ như thầy được, bất động như thầy được. Thế cứ nói tu chứng thì chứng thì sao, chứng thì làm như Phật, như các bậc trưởng giả tôn giả đi, như các bậc đệ tử Phật đi, chứng rồi thì làm đi. Không xem có làm nổi không, có đủ trí tuệ, có đủ đức hạnh, có đủ giữ tâm bất động được không, mà kiên trì nhẫn nại mà làm nên cái gì không. Cho nên ngày xưa Đức Phật nói người tu chứng thì sáng một bầu trời, cái vùng đất đó được bình yên. Đức Phật cũng dạy rõ rồi, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, nơi ấy được an lạc. Ngày xưa trưởng lão trú tại Chân Như, cả một khu đấy yên vui, bao nhiêu tăng ni cư sĩ đông vui về tu tập, yêu mến trưởng lão. Cái thời trưởng lão yên vui không? Cái thời trưởng lão phát triển không? Cái thời trưởng lão mọi người hoan hỉ không? Mọi người thành kính không? Có chứ. Nhưng bây giờ còn không? Trưởng lão bảo sau khi thầy ra đi rồi, nơi này chẳng còn thánh pháp nữa đâu, chỉ còn là thánh tích thôi, vì không còn người nào như trưởng lão nữa, không còn người bậc nào tu chứng nữa. Trưởng lão biết trước chứ. Ngài không biết trước tại sao ngài nói như thế? Mà trưởng lão nói chúng ta không tin thì sao? Một bậc trưởng lão, một bậc A-la-hán nói mà lại không tin thì tin ai được? Cho nên mình phải minh chứng cho điều lành là làm sao? Mình là bậc thượng nhân, mình là bậc phạm hạnh, thì cái nơi đấy nó phải được an lành, nơi đấy phải được an lạc. Tại sao dân chúng bảo nơi làng thầy an lạc, nơi làng thầy yên vui? Bởi vì các ni sư, mọi người, dù ít dù nhiều, mọi người đến đây sống tu tập cũng đều trở nên gì? Tốt lành. Vì cùng trở nên tốt lành, vì sửa được những thói hư tật xấu, cho nên ngôi làng mới bình yên. Vì thầy là người sống kiên trì, thầy là người sống nghiêm chỉnh, thầy là người sống yêu thương, thầy là người sống bất động, chịu đựng mọi sự sóng gió về phần mình, cho nên thầy hy sinh được và mọi người yêu mến nhau, chan hòa với nhau, và mọi người giữ bình yên, cùng nhau giữ gìn, cùng nhau xây dựng, thì nơi này thành từ trường lành. Các bác có thấy từ trường lành không? Chẳng có nơi nào chim chóc không sợ hãi mà nó vây quanh chân người chơi như là bình thường, như không có chuyện gì. Chẳng thấy nào đến con vật cũng hiền lành, đến cây cối xanh tốt, chẳng thấy nơi nào cuộc sống con người bình yên chan hòa. Các bác thấy đông người như thế mà nó im lặng ấy. Nay chỉ có cái tiếng của thợ họ làm, cưa sẹt sẹt là tiếng của họ làm, giúp làm xây dựng thôi, sửa nhà sửa cửa. Chứ xưa kia cái làng này, cái xóm này ấy, chém giết đánh nhau, cãi nhau, chém chết nhau đầy mấy người đấy. Rồi bụi bặm, rồi nghiện ngập, rồi nghiện rượu chè, chửi bới, đánh chém chửi nhau cái làng loạn xạ. Mà sau 4 năm thầy ở đây thành một xứ xứ bình yên, dân làng còn không thể ngờ tới được. Người ta cũng không nghĩ rằng cái vùng đất này bây giờ nó bình yên như thế. Nên dân làng người ta nói, từ ngày thầy và mọi người về đây là bà con biết ơn, làng quê thay đổi hoàn toàn. Từ nơi khổ đau, từ nơi bất hạnh, từ nơi loạn lạc trở thành yên vui. Cho nên làm thế sao? Bậc hiền sống nơi nào, nơi ấy được yên vui là như thế. Đấy là minh chứng. Chứ đòi thầy và các trò chứng minh cho cái điều gì? Đòi chứng là chứng ở chỗ nào? 4 năm qua sóng gió như dồn dập như thế mà thầy vẫn không hề lay động, vẫn kiên trì bền bỉ gây dựng chánh pháp. Bất động là bất động chỗ đó, chứ bất động chỗ nào? Còn chúng ta thì nhiều nơi lập lên thì vừa vài ba cái cơn sóng gió cãi cọ, hất tung hết tất cả rồi,
rồi rồi là chạy hết rồi, tan tan tành hết rồi, đổ lỗi cho nhau rồi. Cho nên phải thực sự tu tập thì chúng ta mới gây dựng được chánh pháp. Còn nếu không tu tập thì chúng ta chẳng lấy từ trường lành đâu mà xây dựng chánh pháp được, chỉ thấy từ trường ác thôi. Một cái tập thể mà toàn thấy từ trường ác phóng xuất ra, toàn thấy tâm tham sân si phóng xuất ra, một cái tập thể đấy thì có sống được với nhau không? Không ai nhường ai cả, ai cũng nhất, ông nào cũng nhất, bà nào cũng nhất, ông nào cũng làm thủ lĩnh nhất, bà nào cũng làm thủ lĩnh nhất. Thậm chí có những cái chú sứ ông bà nào cũng muốn làm thầy ấy, ông nào cũng muốn giảng đạo ấy. Cái tâm mình nó tham như thế, nó ham muốn như thế, nó không chịu sống im lặng như thế, thì làm sao mà có một chú sứ bình yên được. Thế cho nên hôm này thầy mọi người vui mừng, vội vội vui mừng và hôm nay có tăng đoàn ra thăm thế này thế nọ. Nhưng thầy nói thật, ra nơi thầy bảo, sau thầy bảo tôi xin phép rút, xin phép các quý tăng này của tôi xin rút khỏi, rút lui, tôi không tham gia. Hôm ở đây này, chính thầy nói tại chỗ này. Bởi vì thầy thấy nó không nên cơm nên cháo gì cả. Bởi vì ông nào cũng ngồi mỗi ông một góc về lôi Phật tử giảng đạo, ông nào cũng muốn nói không tịnh khẩu được, ông nào cũng muốn khoe cái này cái kia. Cái tâm mà còn nguyên như thế thì làm sao có tăng đoàn Phạm Hạnh mà xây dựng cùng nhau xây dựng chánh pháp được. Trước sau gì cũng vác bát đánh nhau, trước sau gì cũng phá hỏng mọi chuyện, trước sau gì cũng tan tành. Tại sao thầy trò làng tu Yên Bái, thầy trò sống yên vui, thầy trò đoàn kết xây dựng, có một vài cái sự xảy ra sóng gió nhỏ nhỏ thì thầy trò tự giải quyết, thầy trò tự bảo nhau, thầy trò tự tha thứ, thầy trò tự sắp xếp. Cho nên 4 năm qua dù không phải không có sóng gió đâu, sóng gió bên trong, sóng gió bên ngoài, rồi nhiều người tà kiến thì cũng nhiều người tức giận bỏ đi, nhưng thầy trò vẫn bình yên, thầy trò vẫn an hòa, thầy vẫn nhân nhượng, thầy vẫn tha thứ, thầy vẫn chịu đựng, và thầy là người làm gương cho mọi người giữ yên bờ cõi. Cho nên cái làng này nó yên ổn, nó phát triển đến giờ này, nó mới có phước lành, nó mới có từ trường lành. Chứ cứ các vị cứ nói là lập làng nguyên thủy, các vị thử lập đi. Thầy chỉ sợ làm lung tùm lum rồi 3 bữa rồi chính quyền họ cũng dẹp, rồi bên ngoài thế lực ngoại đạo nó cũng châm vào, nó cũng phá ra, rồi cũng không chịu nói. Thế rồi trong bên trong người tranh cãi nhau rồi cũng bỏ đi, rồi cũng đổ lỗi cho nhau. Có một cái xíu cái việc bằng cái móng tay cũng bàn đi bàn lại, đưa ra hội nghị bàn cả làng thầy quanh năm chẳng thấy có một cuộc họp nào. Thầy chỉ có ngồi tiếp duyên mọi người đến để chia sẻ với mọi người điều lành thôi. Chứ làng từ hồi lập làng đến giờ 5 năm mình họp lần nào chưa Tâm Thuận? Họp chúng lần nào để bàn công việc lần nào chưa? Làng tu chưa bao giờ họp để bàn luận công việc, bàn luận cái này cái kia. Họp làm cái gì? Các vị đến đây tu hay các vị đến đây để bàn tiền bạc, bàn công việc? Các vị đến đây tu, các vị tu gì? Đi tu là để buông xả phàm tục. Các vị đến đây để bàn cái chuyện này chuyện kia. Đi tu để buông xả hay đi tu để ôm vào? Cho nên nhiều nơi nào là bàn chuyện tiền bạc, bàn chuyện tài chính, rồi bàn họp lên họp xuống chi cái gì, tiêu cái gì. Các vị có bị khùng à? Thế ra các vị đi tu tiền à? Hả Ngân? Thế ra chú xứ các vị tu tiền à? Mà thầy mới trò ngồi bàn nhau chuyện tiền. Các vị không thấy xấu hổ sao? Thầy là thầy nói thẳng như thế. Để mà xây dựng một đời sống Phật giáo nguyên thủy, nó phải là xây dựng một đời sống tốt lành, không có tranh chấp những cái chuyện tiền bạc nhỏ nhen như thế, mà cùng nhau chung sống an hòa, cùng nhau xây dựng. Và thầy nói ở đây tài chính ở làng tu là giao cho một nhóm cư sĩ là người ta, thầy còn
Thầy lắm lúc thầy còn chẳng biết, cứ tâm thuận cũng chẳng quan tâm. Mà một cư sĩ, vài cư sĩ hết lòng vì chánh pháp, người ta nuôi người tu. Thầy biết một cư sĩ hết lòng vì chánh pháp, giao trọng trách. Ở đây những bộ phận giúp việc quản chúng, người ta làm việc nề nếp đâu vào đấy, chăm ngoan đâu vào đấy. Hà cớ gì họp hành để bàn chuyện tiền bạc, bàn chuyện ăn uống? Hóa ra các vị tu ăn à? Cái bàn chuyện đất đai hóa ra các vị tu thổ địa à? Hay là các vị tu giải thoát, hay là các vị chọn đời sống thanh thản? Cho nên làng tu không chấp nhận những người như thế. Đến đây cùng chung sống, xin ý kiến ban quản chúng, có cái gì khúc mắc thì hỏi thầy, hỏi ban quản chúng, cùng chung sống an vui, thầy trò cùng bảo nhau, nhẹ nhàng chan hòa, cùng xây dựng, cùng gì, chung sống, cùng chung tay góp sức vì điều lành. Cho nên nó không có bất hòa, không có chia rẽ này. Vì vài đồng bạc rồi cũng chia rẽ, vì vài cái chuyện ăn ở cũng chia rẽ, vì vài cái này cũng chia rẽ, buông hết xuống là giải thoát. Có thế mà cũng không hiểu. Không tham cái chân đẹp thì tranh cãi nhau cái chân anh chân tôi làm cái gì. Cho nên sống kham nhẫn và phẩm hạnh là điềm lành tối thượng. Còn không kham nhẫn được, sống tham lam thì không thể sống được với nhau. Vì tham lam tiền bạc thì vợ chồng mới đánh nhau chứ. Hả? Chồng đánh mất vợ, tiền của vợ thì vợ mới chửi, mà vợ đánh mất tiền của chồng thì chồng mới đánh. Vì tham lam hả? Sống vì tiền nó mới khổ thế. Vợ chồng mới đánh nhau chứ không tham thì vợ chồng cãi nhau chuyện tiền bạc chứ. Đúng không? Tiền để phục vụ cuộc sống chứ đâu phải tiền để mình làm nô lệ cho nó. Thế cho nên Đức Phật mới dạy là biết đủ tiền tối thượng. Mình biết đủ. Đến đây một người đã đến đây, một tu sĩ đã đến đây buông xả xuống chuyên tâm tu tập, thì sống thôi chết bỏ, không màng cái chuyện tiền bạc tài danh, danh sắc thực thùy là cái khổ. Thế đi tu mà còn không bằng người phàm như thế. Thế thầy mới nói nhiều vị khoác y tu sĩ đến đây, nhưng thực sự ra còn không bằng một cư sĩ của làng tu. Hóa ra lâu nay các vị tu cái gì? Đến đây sống còn không nề nếp bằng, còn sống không vui bằng, không hoan hỷ bằng, sống cong cong có. Đến đây sống cái gì? Lo giật cái này, giật cái kia, lo lấy cái này, lấy cái kia. Cái thất thì lôi thôi, nhếch nhác. Sống ăn ở thì bừa bộn. Thế hóa ra các vị còn không bằng một cư sĩ. Nên Đức Phật mới nói ta gọi người trưởng lão mà còn chưa hẳn đã xuất gia. Tu gốc nghiệp lành này, phân biệt con người là ở chánh hạnh, chứ không phải ở cái áo hình thức bề ngoài. Nên các vị cứ chắp tay kính thưa kính gửi, y áo nề nếp, nghe này mặc y áo thì ngon lắm rồi, cư sĩ nghiêm trang, sắp hàng sắp lối tử tế lắm, nhưng đụng sự một cái chửi nhau liền. Thế gọi là các vị tu hình thức, tu giả bề ngoài. Đức Phật nói là như cái bông tai bằng đất ấy. Nhìn bên ngoài thì nó đẹp, bông tai mà mạ vàng mà bằng đất, nhưng đập ra bên trong bằng đất. Để hình thức bên ngoài mà, nhưng bên trong thì nó lại không tốt lành. Các cụ nhà mình gọi là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn. Sơn bên ngoài thì nó đẹp, nói bên ngoài nói miệng thì ngon lắm, nhưng mà ở với nhau mới biết được là tốt hay là xấu. Ca dao Việt Nam nói này, khen ai khéo tạc bình phong, bên ngoài rồng phượng, trong lòng gạch vôi. Cái bình phong các bác biết không? Là xây trước cửa nhà ngày xưa, vẽ con rồng con phượng. Khen ai khéo tạc bình phong, nhìn bên ngoài thì đẹp nữa, đập ra bên trong là vôi vữa gạch, chẳng có gì đẹp. Thế nên là tu cái bên trong các bác nhá. Sống phạm hạnh đạo đức là sống cái đời sống có ở với nhau mới biết được người tốt hay người xấu. Hả? Chứ nhìn bên ngoài nghe lời nói thì chưa biết được đâu. Nhiều người nói thì ngon lắm, nhưng mà ở với nhau lấy của ông ấy 10.000 là ăn đủ với ông ấy ha. Nói thì gớm, bác với em mới là chỗ chí cốt. Sống với nhau anh em mình phải tử tế, nhưng sau này vay của có 1 triệu không trả là tháng sau nó chửi cả cha mình lên.
Đó, bên ngoài thì rồng phượng, nhưng trong lòng thì gạch vôi. Thói giả nhân giả nghĩa, nên chúng ta phải tu cái giới đức thành thật, sống nghiêm chỉnh, quay vào trong xem xét bản thân mình là tốt hay là xấu, là thiện hay là ác, có tham hay không có tham, có sân hay không có sân, để chúng ta rèn bản thân, để rèn một đời sống tu hành. Giải thoát ở đây tức là đời sống của cư sĩ hay tu sĩ đều có sự thanh thản an vui, không còn sinh sống khổ đau, không còn già cả khổ đau, luôn sung mãn minh mẫn, và không có bệnh tật thì được gì, được an ổn nhất phục, không sầu khổ trên bệnh tật, mà chết thì giữ tâm bất động, thanh thản an nhàn, phi phân ly, không còn nghiệp lôi kéo tái sinh khổ đau. Như vậy thì làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ như vậy. Do giới đức mà có hạnh, có định. Giới đức giới hạnh mà có định. Cho nên phải tu giới làm người, tu đạo làm thánh. Chứ không phải là tu cái, mình cứ suốt ngày sống thì mặt nhăn nhăn nhó nhó, chân tay dơ tập thân hành niệm, phải thích quá lạ. Đó. Suốt ngày dơ chân dơ tay tập, dẫm chân đi thân hành niệm, nhưng mà cái tâm thì đầy uế ác, có xả được đâu. Cho nên phải tu cái giới đầu tiên, phải tập rèn, rèn mình là rèn cái nhân cách đạo đức làm người, sống cho nó tử tế. Có một câu nói của cổ nhân rất hay: thứ nhất là phải sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế. Chứ sống nhơ nhớp bẩn thỉu, sống nhỏ nhen hèn kém, sống uế ác thì không tử tế một chút nào. Cho nên cứ biết, muốn biết ông chồng tử tế hay không, các cô nhá, các cô cứ đi quăng đi của ông ấy mấy chục triệu, xem về ông có bỏ qua được cho mình hay không, có biết tử tế hay không. Các cô mà phạm lỗi gì, người chồng có yêu thương, có tha thứ được hay không, thì mới biết anh chồng tử tế hay không. Mà muốn biết bà vợ tử tế hay không, thì phải xem cái bà vợ ấy, nó sống hiền lành thế nào, nó sống đoan trang thế nào, nó sống thương chồng thương con làm sao, nó sống nhẫn nhục thế nào, mới là người tử tế. Hôm nọ có cô nói, cô thanh niên cô nói với thầy là: thầy xem là con có lấy chồng rồi, bây giờ kiếm được người nào tử tế. Thầy mới nói vui là: cái người tử tế thì nó đi tu hết rồi. Nó không muốn lấy vợ vì nó nhìn thấy khổ. Thôi hôm nay các cô vui chơi nghỉ ngơi nhé, thăm thú làng, chẳng mấy khi ra đây, thầy tiếp duyên thế thôi. Chúng ta nên nhớ phải xác định đường tu, thông hiểu những gì cần thông hiểu, rồi hướng tới tu tập những gì cần tu tập, từng bước một trên con đường bát chánh đạo, rồi dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Khi nào mà đủ duyên, mà sau này làng nó rộng lớn, nó đủ duyên, các cô các bác thu xếp được nhân quả mà muốn tu hành về đây, về đây tuổi già an dưỡng tu tập, có thể là sống thì thầy nuôi, chết thì thầy chôn cũng được chứ sao nhá. Nhưng mà có bỏ được về đây không ấy, thì phải xem cái chân mình đi nó có vững hay không, mình có hướng tới một lòng hay không. Nửa đi, đi đến giữa đường thì con cháu nó gọi về trong nhà là về mất tiêu. Chiều nay chương trình đến 2 giờ thì thầy bảo Đô nó đưa mọi người đi nhá. Ngân có nói gì không? Tấm chân tình của con cháu, 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 con cháu
Vâng, thầy cảm ơn. Thực ra thì thầy chỉ mong ngân ấy, mà mọi người tập cái lối sống đơn giản, chân thật nhưng đơn giản. Ở làng phải, có lẽ là có những người phải ra đây tu tập một thời gian. Ở làng ngay từ cái việc ăn nói thôi của tu sinh làng cũng rất là gọn gàng, không dài dòng. Hai là mình nói cái gì nó cũng đơn giản thôi. À, trưởng lão thì mọi người cứ quỳ lên quỳ xuống lại trưởng lão bảo thôi xá xá chào thầy là được rồi, cái, bày tỏ cái lòng kính trọng, nhưng nó cũng đơn giản thôi, đừng có cầu kỳ. Mà sống đơn giản thì mình sẽ nhàn bớt đi. Bây giờ mình cứ kính thưa kính gửi suốt, rồi có một cái cuộc thầy trò gặp nhau mà kính thưa kính gửi, có cái ông ấy đứng lên ông đọc văn ấy, đọc văn của về mặt chính quyền, ông đọc là để cho tiết kiệm về mặt thời gian thì tôi xin phép hôm nay tôi không được đọc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nữa, tôi cắt cái phần này. Tức là ông còn dài hơn là cái phần ông đọc, dài dòng văn tự. Mình sống chân thật đơn giản, nói với nhau nó nhẹ nhàng gọn gàng thôi. Thưa thầy, con có ý kiến thế này, con mong thầy vấn đề thế này, nó gọn gàng. Còn đi trong nhà là còn đi mời ăn từng người nữa. Thầy thấy bỏ trong chú xứ đến bữa còn đi mời từng ông thầy một là nó mệt lắm các con nhé. Ở đây làng thầy tự ai bê bát khất thực đơn giản thôi. Hôm nay mọi người đến làng thầy cũng thông cảm các cụ nhé. Nếu cụ già mà cụ già quá rồi thì Ngân phải đi lấy cơm cho cụ nhé, không để cụ leo cái dốc kia, mình phải thương người già. Thế nhưng người trẻ ấy, các cô các bác thông cảm là ở chỗ thầy không có phục vụ nhé. Chỗ thầy không có bê mâm, không có phục vụ đâu nhá, không như nơi khác đâu. Ai đơn giản thôi, đói thì mang cái bát đi xin cơm nhà bếp, xin cơm đàn na cúng dường mà ăn tô, xong rồi về bê về bát ăn mình sướng không, đỡ phải nhòm ngó ai, xong rồi
tự rửa bát rồi úp cái bát lên trả nhà bếp hoặc mai cô bác về. Còn ở đây mỗi tu sinh được phát một cái bát, đến bữa đến giờ thì đi khất thực mà xin cơm mà ăn, có phải nhàn không? Cái bê bê mâm lên hầu hạ nhau, phục vụ nhau, mời mọc nhau, các bác thấy nó có mệt không? Thế hôm nay thầy xin phép các bác là thầy không được phục vụ nhá. Bởi làng thầy nó đơn giản, từ nói, từ làm, từ ăn uống sinh hoạt nó hết sức nhàn lắm, đơn giản, nên ở làng là sống nhàn. Nhàn từ cái ăn, không bày biện ra, không cầu kỳ, cũng không có bày đặt mâm cao, có cố đầy mời mọc nhau chi cho nó mệt. Đấy là lối sống của đời phàm tục rồi. Đời sống tu hành rồi, xin bát cơm mà ăn mà tu, thế là xong. Nó có gọn không? Gọn gàng nhé, nói cũng gọn gàng, làm cũng gọn gàng, nói đủ thôi. Thế buổi chiều hôm nay thì trưa xong các bác mới đến, các bác nghỉ ngơi cho nó thoải mái, sức khỏe đi. Xong rồi chiều nay thầy bố trí là xe Ngọc Đô nhá, thêm nữa, và một để cho bởi xe mình 8 người đi hả chú, thì chia cái xe ra cho nó, bởi mình đi đường đây đến kia nó 6-7 cây số thôi. Thế nhưng mà nó chia xe ra thì nó đi nó thoáng, cụ già đi cho nó thoải mái nhá. Đoàn mình Phương hôm nay đi, Phương con đi nhá, con đưa đi xe cùng Đô, con ngồi xe Đô đi ngồi đầu nhá, để chỉ lối đi. Và đến đấy thì tí nữa thầy sẽ cho ai đi làm chủ đi nhỉ, để dẫn mọi người đi lối cảng Hương Lý con nhé. Để hôm nay mọi người, thầy cho mọi người từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An ra đây chẳng mấy khi, để biết thế nào là thiên nhiên Thanh Hóa bình yên làm sao. Thầy sẽ cho mọi người đi tham quan hồ Thác Bà, hồ đẹp nhất miền Bắc, ngay cạnh thành phố, gần làng Tu đây nhé, một ngôi gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Dù sao thì mọi người cũng ra đây rồi, xa xôi thì mọi người cái thời gian tu thầy không ép, có ép buộc đã rồi ra đây tu đâu, ra thăm thầy thôi nhá. Thì thầy cho đi tham quan một vòng hồ nhá, biết thế nào là non nước Yên Bái, thiên nhiên Yên Bái và con người cảnh vật Yên Bái là làm sao. Phương nhá, đưa đi lối cảng Hương Lý con nhá. Vâng, cụ nói với thầy cái gì nào, cụ nói đi. Cụ về đó, cái nơi đó là cái nơi thầy, tình cảm của thầy và các trò, của học trò làng Nguyên Thủy dành cho Thanh Hóa. Cụ về đó mà an dưỡng, gần nhà, gần con, gần cháu, mình đến đó để an dưỡng, để sống yên vui tu tập. Thì cái đó là cái tình cảm nhân bản của cái người, của thầy trò làng tu dành cho mọi người, cùng với các trò Thanh Hóa. Thế bây giờ cụ về đó, thì về đó thì các cụ già, thì già thì phải an dưỡng, sống an dưỡng, vui vẻ tu tập. Thế thì trẻ thì phải được yêu thương nuôi dưỡng, đấy mới là đạo đức nhân bản cụ nhé. Thầy kể cái câu chuyện đây, nhân tiện để kể cho các bác nghe. Thế nào là đạo đức? Qua cái cô nấu cơm cho, cô nấu cơm cho Chi Đông, cô ấy kêu 6 năm cô ấy nấu. Xong giờ cô ấy bệnh gan, cô ấy cầu cứu thầy. Cô ấy bảo con ở chùa con nấu cơm 6 năm nay. Thế bảo cô bao nhiêu tuổi rồi? Con hơn 70, gần 80 gì đấy. Mà tóc bạc, thân xác bơ phờ, gọi cho thầy.
Thầy bảo trời ơi cô bằng đấy sao cô nấu cơm hầu người trẻ tu. Thế chúng ta cứ nói đạo đức nhân bản, cô nấu cơm cô phát dọn. Đạo đức nhân bản, nhân bản là gì hả các cô? Nhân bản là lòng yêu thương con người với con người. Thế mà cái người già thì người ta bằng tuổi cha tuổi mẹ mình. Người già thì sức làm sao? Có còn không? Còn như người trẻ không? Người già thì sức yếu. Mà 6 năm làm lụng một cái người già, làm công quả nuôi người tu, chăm sóc người tu rồi, vất vả như thế mà ốm đau bệnh gan như thế, xong mệt quá rồi nghỉ. Chúng ta phải thương, phải chăm chứ. Nếu người đó khỏe thì sao người đó bệnh tật như thế. Thế thì chúng ta cứ nói đạo đức, nhưng thực sự chúng ta có thương người hay không? Ở làng thầy mà các cụ già ốm đau, thầy chính tay thầy và các bộ phận giúp việc ấy. Hôm nay có một cô đến, cô đây à, cô ấy mất một bên hàm, mất một bên xương hàm, cô ấy không ăn cơm được, mà bộ phận nhà bếp và thầy vẫn phải chỉ đạo bộ phận nhà bếp là phải nấu cháo cho ăn. Một mình cô ăn cháo chứ không thể. Cho nên mình phải biết là sống yêu thương con người, phải biết nhìn nhận ai, đặc tướng từng người để mình giúp đỡ, mình yêu thương, mình cho người ta cơ hội tu tập. Chứ không phải là ngay sư cô Tâm Thuận đã có một lần thầy bắt quỳ xuống và phải đi xin lỗi các cụ già. Vì sao? Vì cô Tâm Thuận, thầy giao nấu cơm, cô Tâm Thuận mới về tu, nói một câu. À, hôm Tâm Thuận nói gì? Tu thì ăn thế nào mà chả được. Nói một câu như thế thôi. Mà thầy bắt quỳ xuống, sám hối và đi xin lỗi mọi người. Vì làm sao? Không thể nói như thế được. Mình có tình thương hay không? Các cụ già đang ốm đau như thế. Thế người ta bảo, hôm nay con muốn ăn, xin bát cơm nó mềm thôi. Hả? À? Thì mình phải biết thương. Chứ bình đẳng ở đây là những cái người yếm thế thì phải được chăm sóc tốt hơn để được bằng cái người khỏe mạnh thì mới là bình đẳng. Chứ người già thì cần được chăm sóc, trẻ con là người yếm thế phải được yêu thương, người bệnh phải được chăm sóc thì mới là bình đẳng bằng cái người khỏe. Hả? Anh khỏe thì anh tu nào được người già. Thế là mình không có đạo đức, cho nên phải nhận ra mà sám hối. Thì bây giờ thầy bắt cụ già đến đây, thầy bắt cụ nấu cơm bưng lên tận mồm cho thầy ăn, hóa ra thầy là cái kẻ thất đức à, đúng không? Thầy chẳng bao giờ thầy làm thế đâu các cô các bác ạ. Thầy có chân có tay, thầy khỏe mạnh, thậm chí thầy khỏe mạnh thầy còn vào bếp thầy nấu cơm giúp mọi người, có việc cùng làm, cùng thấy người khó khăn mình giúp đỡ. Thầy thương các cô nhà bếp vất vả lắm, hôm thầy cũng xuống thầy chuyện động viên rồi thầy cũng làm giúp. Nhưng mà mọi người tuân thủ, vì tuân thủ không ai dám vào bếp, vì vào bếp nhiều nó lộn xộn, chỉ mấy cô nhà bếp ấy. Nhưng thầy vẫn xuống động viên, thầy vẫn ưu tiên cho đội quân nhà bếp của thầy để được cái điều kiện tốt. Nó vất vả hơn mọi người, rồi nó cũng chịu đựng những cái điều tiếng hơn người khác, nó lấy cái bếp để tu. Thầy thương yêu trò đến từng người một, từng góc cạnh một, chứ không thể nói nào nói, không thể nói là vô cảm, vô trách nhiệm đấy được. Thế mình bây giờ thầy bắt một cô cư sĩ già 80 mà lại thầy cậy thầy là ông thầy dạy mọi người hoặc ông giúp đỡ mọi người, bây giờ mọi người bê cơm cho thầy, một bà già bê cơm cho thầy trong khi thầy ngồi chơi, thầy phe phẩy cái quạt ngồi quạt mát, hóa ra thầy là kẻ thất đức à, thất phu à, là một bậc thượng nhân mà lại sống thất phu như thế. Thất phu là cái hạng phàm phu á, phàm phu tục tử á. Đi tu rồi không thể bắt cha mẹ mình quỳ xuống bê cơm cho mình được. Đến ông Phật, ông ấy còn, ông Phật ông đi qua đường thấy một cụ già nghèo khổ rách rưới, mà ngày xưa người ta coi dân nghèo tiện dân ấy như giọt cỏ rác ấy. Bậc vương Đức Phật là cái bậc sinh ra từ hàng vương quý dòng tộc đó, người ta quý lắm. Ông Phật ông đi qua ven đường thấy một cụ già ngồi rách rưới ven đường, ông còn cúi xuống
Ông cần nâng đỡ tay cụ già lên, đỡ cụ già đứng dậy. Đến một ông gánh phân như ông Ni Đề, Đức Phật còn nâng đỡ tay lên Đức Phật, tắm cho người tắm rửa, mà Đức Phật đưa y cho mặc, để đắp y tu theo ngài. Cái tình yêu thương của con người nó thế, tình yêu thương chính là nhân bản. Bây giờ bắt cụ già bằng cái tuổi nấu cơm hầu hạ bằng cái năm chẳng được nghỉ ngơi, mệt nhọc đến khi phát bệnh nó đổ bệnh nó, bây giờ cầu cứu thầy Văn Lưu, hóa ra lâu nay các vị tu cái gì đây à? Tất cả tăng ni cư sĩ không ai ai cũng mù mắt không nhìn thấy cái gì sao? Không thể thế được. Cho nên cụ về đấy là cụ cứ vui vui đám trò ngân kia nó nuôi cụ, cụ cứ vui vẻ, cụ sống nhàn, cụ cứ tu tập nhá. Cụ làm sao tuổi già thì cần sống mạnh khỏe vui vầy, tuổi già cần được sống yên lành nhé. Người già là phải ưu tiên thất cho người già trước. Cái ưu tiên đầu tiên là phải ưu tiên thất cho người già, người bệnh nhé. Ưu tiên chỗ ở, chỗ ăn, chỗ ở cho người già, người bệnh. Cái đầu tiên là cần phải chăm sóc yêu thương, là yêu thương trẻ con lớn lên được tốt lành. Và cái thứ ba là cái kính trọng, là phải kính trọng tăng ni phạm hạnh, kính trọng cư sĩ tốt lành, kính trọng cái người đáng kính và yêu thương những người yếm thế nhé. Để cho xã hội chúng ta được có đạo đức nhân bản, bớt đi khổ đau. Đấy là cái đạo đức làm người mà. Thế cụ nhá, thôi hôm nay thầy tiếp duyên cụ và mọi người đến đây thôi. Thôi thầy cảm ơn và thầy chúc phúc cho cụ cùng gia đình, và cụ yên ổn ở đó, cụ vui vẻ tu cùng mọi người nhé. Thế thôi thầy xin phép hôm nay thầy tiếp duyên mọi người đến đây, và buổi chiều hôm nay thì các con tâm thần chủ động nhé, chủ động Phương nhé, Phương tí ở lại rồi thầy dặn dò rồi, rồi tổ chức rồi bảo đô với con mới đô đi được rồi nhé, con mới đô đưa đoàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đi nhé, sắp xếp. Thế thì chiều nó đi gần lắm chú lái xe nhé, nó rất là gần thôi, thì có làng có người dẫn đi và tổ chức cho mọi người không phải lo lắng gì hết nhé. Rồi bác nói đi. Con xin chỉ trước đây về một thứ như thế thì con xin đây là từ vai phút con xin thật nhiều cảm tưởng con được đây chủ phạm hôm nay và con xin được từ giới thiệu một chút như bản thân con. Đầu tiên con xin từ giới thiệu tên mình là Trịnh Xuân Thông, như này cô vẫn giới thiệu con là Nguyễn Thị Nguyên, vợ chồng cũng có sản xuất cơ chạy á, với con mã nghề áo, và con được biết đến đạo Phật tháng hai năm, nhưng mà biết đến Phật pháp thì mười bảy năm nay, con có cô con gái sinh năm 95 tình cảm cũng nhiều chân chứ, thì vừa rồi cháu về nhưng mà khỏe và tinh thần không muốn quay lại trong đoạn nữa. Hôm nay con đến đây được nghe thầy thuyết pháp, con rất xúc động, con được nghe cho thầy thôi thuyết pháp, con tu luyện cũng như cũng có nhiều nơi có, nhưng mà thật sự những con nhắn nói là rất là cảm động, thầy nói ngắn gọn xúc tích dạng gì nhưng mà rất xuất phát đi vào thực hiện, nhìn ra đấy con thấy nó rất thích nhỉ. Con có nguyện vọng xin về thầy cho gia đình con được một chốn đến các nơi đấy. Thôi thầy hoan hỷ, nói chung thầy thì thầy không từ chối ai tha thiết tu hành, một người tu hành cũng là đáng quý các cô các bác nhé. Thầy hết lòng hết sức vì chánh pháp, vì mọi người. Thầy chỉ mong mọi người tu hành mà giúp đỡ được một người tu hành thôi, đâu cũng đã quý lắm rồi. Nên một người tu thôi, thầy chỉ cần thấy một người tu thôi là thầy vui lắm rồi, thích lắm rồi. Thế thầy thấy một người sống hạnh phúc thôi là mình thấy vui lắm rồi. Dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, giúp đỡ được một người tu hành, giúp đỡ một người có cuộc sống an vui cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, mình cũng thấy vui lắm rồi. Cho nên thầy không bao giờ thầy từ chối. Nhưng rồi thầy
các cô các bác yên tâm, thầy sẽ hết lòng hết sức, thầy hứa là để đủ cái lực mà phát triển, để mà thầy giúp đỡ mọi người, ai cũng được tu hành, đấy là một điều đáng quý nhất. Rồi nơi nào cũng tốt lành, rồi xã hội cuộc sống này được tốt đẹp, đấy là cái điều mong ước lớn nhất. Cho nên làm người thì ai cũng mong điều đấy cả thôi. Các cô các bác cũng mong mà thầy cũng mong, hãy mong ước điều thiện, chứa thiện được an lạc. Đức Phật dạy mà, hả? Nếu người đã làm thiện, hãy tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Cái điều mình mong muốn là mong muốn thiện, chứ mình có mong muốn ác đâu. Cho nên bác yên tâm nhé. Ừ, thầy nhận lời. Nếu cái cô con gái mà cô ấy tu trong cái nó bị ức chế mà nó hoảng loạn, nó bị nhiều cái biến chứng lắm đấy, nó không được như bác nói đấy, thì bác khi nào có duyên bác cho ra đây nhé, thầy có thể giúp đỡ. Bởi vì rất nhiều người tu nhiều nơi bị ức chế, bị bệnh tật, rồi bị khổ, bị loạn, bị nhiều thứ lắm. Nơi thầy, thực ra thầy khắc phục lại cho rất nhiều người. Thôi thì thầy đành chấp nhận làm cái người sửa chữa cho người ta nhé, khắc phục giúp người ta. Thế thôi, bác ngồi xuống đi. Thế thôi nhá, chiều nay chương trình như thế nhá. Chiều nay làng sẽ dành cho mọi người cái tình cảm là đưa cụ già và mọi người miền Trung đi thăm thế nào là biết về cái cuộc sống thiên nhiên an lành Tây Bắc thế nào nhá. Đời sống tình cảm của bà con Tây Bắc nơi Yên Bái là như thế nào. Mình biết cái miền Tây Bắc của Tổ quốc, nơi làng tu Nguyên Thủy, nó cũng tương đối là gì, không khí trong lành, cuộc sống tương đối là bình yên, và bà con nhân dân, chính quyền cho đến nhân dân ở đây cũng rất là đoàn kết, chan hòa. Phố sư phường thì sạch đẹp, ha, xanh mát, mà gì, làng quê thì bình yên. Thành phố Yên Bái là một cái nơi sống tương đối bình yên. Thế thôi mọi người nghỉ đi, trưa đến đó. Mọi người chắc cô Tâm Thuận phổ biến giờ bất thực rồi hả? Thế thôi Phương ở lại, thầy dặn dò một chút nhé. Thôi thầy chào các cô nhé, chào các bác nhé. Sáng mai ai về, cả đoàn về không gặp thầy thì thôi, chúng ta chào nhau ở đây. Thầy chúc các bác, các cô an ổn, yên vui.